Xin chào các bạn nhé. Hôm nay thì Shizo dám thách đố với cả Ba Dũng là sẽ thi thi nói bộ phận trên cơ thể người, đúng không? Vâng. Và nếu mà ai mà thua thì phải búng tay. Đâu? Nếu ai thua hơn búng tay như này, đúng không? Phải. Đấy, đúng không? Vâng, nhưng mà nếu mà ai thua nhá thì được, phải búng tay mạnh nhất. Rồi. Sao không ai chưa? Rồi. Ok, cho con nói trước. Ok. Răng. Tóc. Trán. Mắt. Mũi. Môi. Tai. Lưỡi. Tim. Cái gì? Tim. Tim ở tay. Tí. Rốn. Cơ bắp. Cơ bắp rồi. Chân. Vai. Bàn chân. Má. Móng chân. À, kinh thế nhở. Bàn chân. Kết bạn đi. Mắt cá. Kết bạn đi. Mắt cá, ta quên. Ta nói lại không chơi. Mắt cá chân đây này, đây có mắt cá chân này. Anh kết bạn đi. Dạ vâng. Đây kết bạn. Tí các bạn em nhá, anh đang thi tí đã. Tiếp đi, mắt cá chân. Được rồi, mông. Mông à? Không có gì. Mông à? Nhẹ. Bụng. À, dòng lấy bụng à? Lưng. Vai. Vai con nói rồi. Cổ. À, con biết rồi. Con biết cái này rất quan trọng mà ba chưa từng nói. Cái gì? Con biết lại bà chưa từng nói. À, cái gì? Đó chính là... Cái gì? Con nghĩ gì? Con thua chưa? Con ai? Chưa, con chưa. Con vẫn chưa một quả. Đầu gối. Đầu gối. À. Nhìn đây, móng tay. Móng tay, ba nói rồi. Chân. Móng chân bóng nói rồi. Gót chân. Gót chân. Ok. Cái gì nữa đây nè? À, cũng biết rồi. Bàn tay. Bàn tay à? Vâng. Với lại móng tay, bây giờ bàn tay. Lách. Lách à? Lông lách. Đã có lông lách à? Lông mũi. Lông mi. Ôi ôi. Giỏi hết nhỉ. Giỏi mà à? Quan mà lại. Lông mi à? Lỗ mũi có chưa nhỉ? Lỗ mũi chưa. Chưa à? Lỗ mũi. Ờ. Mũi. Mũi. Mũi có chưa? Mũi chưa. Với ba nói. Lỗ mũi. Lỗ tai. Lỗ tai. Tai có chưa? Chưa. Gáy. Gáy à? Gáy thì là lông tì. Cổ. Lông cổ. Cổ. À, con biết rồi. Có một cái này rất quan trọng, rất nhiều lông. Đó chính là lông chân. Lông chân. Lông tay. Lông tay của đâu? Lông tay đấy, lông tay ba đây. Lông tay. Không thấy à? Con có lông tay. Ừ. À, con biết rồi. Cổ ai? Cổ chân. Ta chán cũng đúng quá. Cái gì nữa đây? Con tìm xem. Không biết rồi. Chim. Với bướm. Lâu rồi sao đố kinh phết rồi. Ờ, con mà lại. Xem nào. Phết nhỉ. Nhiều lắm, vẫn còn nhiều lắm. Vẫn nhiều à? Vẫn còn, chỉ còn 2 cái thôi bạn. Xem nào, để nhớ nào. Dạ dày. Dạ dày, ba, dạ dày là bụng mà, ba nói bụng. Hiểu. Dạ dày là bụng. Thì... lợi. À, lợi à?
Lốt ruồi. Lốt ruồi. Mụn. Trứng cá. À không biết. Dâu. Dâu. Thế giỏi thế nhỉ. Con mà lại. Con là chuyên gia. Dâu à. Siêu nhỉ. Siêu mà hết rồi. Sao hết được. Hết rồi. Thận. À. Có biết thận không? Học. Học. Ôi giỏi. À. Ôi. Ui. Ui giời, nguy hiểm. Ôi. Nhầm chỗ à? Ôi, cái bạn nhầm chỗ này này. Chạy làng à? Sao mà con nghe này. Họng rồi đúng không? Lòng. 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 À không biết. Ruột đấy. Lông. Lại lông ở trên, lông ở cạnh mắt này. Lông mắt ấy, lông mi ấy, con nói rồi ấy. À đây, lông ở trên này. Lông trán á, ôi giời. Còn lông chán lắm lông thế nhỉ? Xem vâng. Nào. Lắm lông thì bác cũng lắm lông. Xem nào. Không sao đây đâu, nguy hiểm quá ơi. Thế thì còn cái gì nữa nhỉ? À đây rồi, cái này người ta gọi là rái tai. Rái tai, à không biết. Dỉ mũi. Trời ơi, chứ còn dỉ mũi. Máu. Máu à? À, máu à? Dỉ tai. Ừ nhờ. Dỉ tai. Cao răng. Cao răng. À, răng sắc. Răng sâu. Đầu. Đầu. Đầu có chưa? Chưa. Còn cái gì mà thằng này nó lại nghĩ ra nhiều thứ thế nhỉ? Vâng, con mà lại. Bà sắp thua chưa? Bà đã chịu thua chưa? Con mắt có chưa? Có rồi. Lòng trắng của mắt. À, lòng đen của mắt. Trời ơi, quá nhỉ. Cô nào. Lòng trắng, lòng đen cũng nghĩ được ra. Nghĩ được ra mà con mà lại. Con nói lợi chưa nhỉ? Lợi à? Chưa. Ba nói lợi chưa? Ba chưa. Lợi, lợi. Lợi là lưỡi. Lưỡi, lưỡi khác, lợi khác. À lợi nó rồi, lợi nó rồi. Răng lợi nó từ lưỡi rồi. Thôi à. Bỏ qua. Thế như nào bây giờ nhỉ? Ok, bà sẵn sàng thua chưa? Lưng có chưa? Lưng có rồi. Lưng có rồi kìa. Mông. Đứng im. Mông. Mông gì? Mông này á? Ừ. Mông đi á? Mông này, ừ. Con nói rồi. Rồi á? Ừ. Sao bạn không nhanh thế? Thế lưng nói chưa? Lưng nói rồi. Một con nhóc bao đấy. Thế à? Giỏi nhỉ? Con biết. Nhiều thứ nó biết giỏi thế nhỉ? Tim. Tim à? Tim con nói rồi. Phổi. Phổi là tim đấy. Phổi khác, tim khác. Thôi hòa nhá. Dạ. Hòa nhá. Không, con chưa bỏ hòa. Con chưa. Chưa bỏ qua, còn cái gì nữa? À không biết thôi, thịt. Thịt của người ấy. Da. Da, củ da. Từ đây giờ. Con hòa nhá. Không, con không hòa. Con biết một cái này rất không quan trọng. Rất quan trọng. Là cái gì? Mà quan trọng là chưa từng nói. Là cái gì? Đó chính là. Con xem, hòa lắm. Như nào thôi, giảng hòa đi. Ok. Lòng mũi có rồi. À con biết. Con ra thì bao thu à? Ờ. Cái gì? Con biết rồi. Cái gì? À cái này rất quan trọng. Trọng quá trọng luôn. Okay. Đó chính là cái gì? Thanh ở đây. Thanh tai á? Ừ, thanh tai. Thành tai, tai rồi, tai, có tai rồi. Thanh tai. Thanh tai thằng. À, con biết rồi. Cái đeo nhẫn ở chỗ tai ấy. Cái khuyên tai gì, cái lỗ tai, cái lỗ đấy, tai, lỗ tai ai tính cái ở chỗ tai. Này ấy à. Cái của con gái chứ. Nhớ, nhưng mà bạn Huy con cũng đeo à. Huy con gái cũng đeo à? Không, bạn Huy. Huy con trai cũng đeo khuyên tai à? Ừ, đeo nhưng mà một cái rồi bằng vàng. Ừ.
vàng rồi. Thôi được rồi, mai cho con thắng. Được chưa? Siêu ok. Rồi. Thế là con giỏi rồi. Ok. Ta từ từ đã, ông ta. Không lẽ bà không mày nhà bà ít lắm, con phải bú mạnh. Một. À, tôi một cái thôi. Một nặng, đếm một mà. Thôi được rồi, con lên bờ đi. Đúng ạ. Lên bờ làm gì ạ? Về tắm, ăn cơm thôi nhé. Chào các bạn nhé. Không chào các bạn à? Xin chào các bạn.